Ok, sao tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm video về cái sự kiện đợt này anh em nhé, sự kiện lễ độc thân. Và trong cái sự kiện là lễ độc thân đợt này thì mình cũng phải nói luôn là mình sẽ không xả tài nguyên anh em ạ, mình có lý do của mình. Và cái lý do duy nhất của mình mà mình nghĩ là tất cả anh em mình khuyên tất cả anh em cũng nên vậy là anh em không nên xả tài nguyên nữa và nên tích đi bởi vì sẽ có một cái sự kiện rất là lớn anh em ạ, sự kiện đón chào năm mới thì lúc đấy là cái tài nguyên sẽ rất là cần. thì uh, hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho anh em. ok quay lại cái về cái vấn đề uh, sự kiện uh, lễ độc thân thì mình sẽ nói qua về cái sự kiện này một chút cũng như cũng có một cái vài lời khuyên theo cái quan điểm cá nhân của mình. sau khi đó thì uh, mình sẽ sẽ chơi một vài chức năng trong đây và cũng sẽ nói nói với những các bạn uh, chia sẻ với những bạn mới chơi uh, cách mà mình tích tài nguyên nó như thế nào. ok bây giờ thì uh, quay lại cái phần là lễ độc thân anh em nhá như anh em đã biết cứ mỗi một sự kiện ra thì nó có một cái gì đó đặc biệt đặc biệt đợt này đó chính là hai gói nạp đặc biệt liên quan đến lễ độc thân một gói liên 130.000 và một gói là 500.000 thì như thế này là như mình đã nói rồi nếu như mà anh em muốn nạp vậy thì không nên nạp sự kiện này anh em ạ nó cũng không đáng thật cái 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 cái, cái, cái tài nguyên này này nó không đáng để anh em bỏ số tiền này ra anh em ạ thế nên là mình sẽ khuyên các bạn không nên và nếu như các bạn đang cần tài nguyên hay là cần một cái gì đó hay là các bạn đang đua tốt thì mình sẽ khuyên các bạn là đua tốt với những người mà có ít tài ít, ít tài chính anh em nhá chứ đua tốt với những người người nhiều tài chính thì mình lại không dám nói làm cái gì. Ít tài chính thì mình sẽ khuyên các bạn là 100 gói 30 000 này thôi này, bởi vì ở đây nó có ly rượu. Cái ly rượu này sẽ sử dụng trong cái trong cái đảo bóng đêm hoặc là đảo rực rỡ. Và mình sẽ khuyên các bạn nếu như các bạn có thể Nếu như mà có đủ 50 ly rượu ấy Thì các bạn nên phang vào cái đảo bóng đêm anh em ạ Bởi vì trong cái đảo bóng đêm này Nói chung là cái tài nguyên nó ngon hơn cái bảo rực rỡ Trong cái đảo rực rỡ thì thật ra thì nó sẽ có thần khí Với những người nào mà đã mắc tướng gọi họ rất là cần thần khí thì họ sẽ vào đây này Những người nào chưa mắc tướng vẫn còn muốn tướng Hay là vẫn đang còn tích một cái gì đó để cho về sau Thì mình sẽ khuyên các bạn vào cái đảo bóng đêm anh em nhé, mình thì mình cũng sẽ vào đảo bóng đêm thôi. một 2 3 4 5. Đấy anh em. Xong 10 bước độ rồi. Xong 10 bước mình sẽ vào thu mình nhận thưởng. Ok, đấy là về vấn đề đảo anh em nhá. Về vấn đề uh, tiếp theo đó chính là cái sự kiện nạp đợt này. Sự kiện nạp đợt này thì uh, nếu như mà anh em có bỏ game ra mua ấy thì sẽ chỉ nên mua cái ly rượu này thôi, cũng chỉ vậy thôi mình cũng sẽ mua. Còn những cái khác thì chả đáng để mua đâu anh em ạ. Thế nên là uh, đối với những anh em mới chơi thì đừng có ham hố anh em nhá, sẽ có nhiều cái sự kiện ngon hơn để các bạn xóa cái tài nguyên này. Về vấn đề tiếp theo đó là su hay là chiêu mộ hải tặc hay là chiêu mộ đặc biệt thì cũng không nên sử dụng tài nguyên làm cái gì anh em ạ mình khuyên các bạn nếu như các bạn có chơi cái uh, chẳng hạn như sử dụng cái chiêu mộ đại hải tặc ấy thì trừ khi cái sự kiện ấy nó thật sự là lớn hay là reset cái sự kiện tháng ấy thì các bạn hạn chơi còn đối với cái chiêu mộ đặc biệt ấy, với mình ấy thì mình sẽ đợi khi nào ra được cái con tướng mới thì mình sẽ chơi ra con tướng mới thì mình sẽ chơi vào cái sự kiện đấy có khả năng mình ra được tướng mới thì nó là như thế về cái uh, sự kiện tháng thì cũng sắp reset rồi anh em ạ sắp reset rồi thì mình sẽ đánh sau ok bây giờ thì uh, đấy là về vấn đề uh, sự kiện đợt này như những như, như, như gì mình đã nói và đối với uh, những cái bạn mà hay uh, mình có làm những cái video hướng dẫn những các bạn chơi uh, một người chơi mới ở cái hải tặc đại chiến này anh em này thì các bạn này có hay gọi hỏi mình là cách tích tài nguyên như thế nào thì thực ra thực ra thì ngoài việc các bạn tích tài nguyên từ cái đảo trời này ấy, anh em thì các bạn chỉ còn tích được ở trong cái đảo bánh các bạn nhận được kim cương tích kim cương thì vào đảo bánh đánh đảo bánh để để mua mua trong cái đảo bánh này nó là rẻ nhất rồi anh em ạ chả có đâu là rẻ hơn được nữa thế nên là đối với anh em nào mà muốn mua ấy thì vào trong đảo bánh cái đấy tích được nhiều tài nguyên hơn và mua những cái gì hợp lý nhất thôi anh em nhá trong ngày hôm nay thì mình sẽ nói cái gì nó hợp lý và cái gì nó không hợp lý Tất nhiên là với quan điểm cá nhân nhiều người thì sẽ không đồng ý Thế nhưng mà đấy là cái quan điểm cá nhân của mình Mình nghĩ là nó hợp lý nhất rồi Ok, 1, 2, 3, 4 này mình sẽ cho con thêm Marco này nó vào Đó anh em mình nhận được tài nguyên này Chỉ cần càn quét tí là được tài nguyên rồi 307 Mất tốp rồi anh em ạ nhìn thêm một tí nữa thôi Ok Thạch đầu Ui Không có một cái gì luôn anh em này Sợ chưa Tài nguyên thì thường thường mình sẽ mua ở trong cái đầu tiên này này Chắc chắn là mình sẽ mua nếu như ở trong đấy có Cốc bia vàng Hay là Hay là thùng bia Thế Nhưng mà ít khi có cái thùng bia trong đấy lắm Và cái mà mình nghĩ là anh em nên mua nhiều nhất Đó chính là xu vòng quay Bởi vì cái đấy sẽ giúp các bạn có một lượng tài nguyên rất là lớn Không những tài nguyên belly hay là cái kia kìa còn có còn có thể nhận được cái cái gì nhỉ cái thùng bia hay là cốc bia từ những cái sự kiện uh, chiêu mộ tướng anh em chiêu mộ hải tặc chứ con đó đó anh em ạ mình mua hết những cái gì bằng uh, belly là mình mua hết anh em belly thì cứ có thể kiếm dễ hơn Chứ những cái này thì rất là khó Thế nên là mình sẽ khuyên anh em mua anh em nhá Xóa hết đi Cái mảnh tướng này thật ra thì cũng không cần thiết đâu anh em Bỏ 100, 1 triệu năm thì rất là phí Anh em bỏ qua Ok bây giờ xóa mấy phát xem nó có thắng được không anh em nhá Mình sẽ tắt tiếng đi anh em ạ Không tí nữa nó đánh to lắm Xem có được 8 trận không anh em nhá Tốn đến tận rốn Xài. Bộ Buoy lạnh lùng. Rất là nhiều anh em thích con Ace này, thế nhưng mà thật ra thì nó chỉ là một con tướng trong PVP thôi anh em ạ. Chỉ trong PVP à chỉ trong PvE thôi, sorry, chỉ trong PvE thôi. Trong PVP nó không hề mạnh một chút nào. <laughs> Ui giời đấm mày thế nhở thế mà cũng sống sót được anh em ạ cái ải này khá căng ải này khá căng luôn anh em mình sẽ thử con này ui giời không được rồi ui giời quá là tởm Vớm. Ui giời ơi không qua được trận này rồi anh em ơi quá là kinh khủng Đây con này thử xem nào Chép Ây da không qua được rồi Sai lầm quá đã nhé Mình phải rỉa thêm ít máu nữa Đấy, còn bị đóng băng nữa thì quá đen cho một cuộc tình anh em ạ <laughs> quá cay quá cay chắc là do mình quá yếu anh em ạ quá yếu để em xem nào còn một tí như mình vừa nhận mình mùa, mua mua hai mươi cái ly thì phải anh em ở đâu mình mua nhiều ấy chứ không biết là anh em đã đi tới đâu rồi thế rồi Đó anh em Đấy là trong cái thời gian vừa qua Khi mình xóa xong cái Cái thùng bia thì bây giờ mình đã tích được 77 rồi Mình sẽ cố gắng tích tầm khoảng 818 này 826, tầm 34 8432 320 thùng bia cho anh em ạ 320 thùng bia cho cái sự kiện mới Sự kiện năm mới cho quên mất Sự kiện năm mới thì sẽ chiêu mộ con tướng mới Hy vọng là nó sẽ là Tướng hệ hiếm anh em ạ à. Mình đang đợi hệ hiếm ra chứ mình cũng không thích chơi hệ thường cho lắm Ok Mình nghĩ là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn Trong cái sự kiện đợt này thì mình cũng đã chia sẻ rồi Đấy là những cái cơ bản Mình nghĩ là nó hợp lý nhất Thì mình nói vậy để anh em Để anh em, những anh em mới chơi thì Sẽ, 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 sẽ chơi một cách hợp lý hơn Ờ... Uh cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình và mình xin kết thúc video tại đây xin chào các bạn